Thời gian gần đây, nhu cầu mua bán sâm ngọc linh để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe của người Việt ngày một tăng lên. Do sâm ngọc linh và sâm Lai Châu có giá trị kinh tế rất lớn, nên nhiều đối tượng đã tìm cách trà trộn sâm lậu từ Trung Quốc, mạo danh sâm của Việt Nam để bán kiếm lời. Theo khảo sát trên thị trường sâm Việt Nam, hiện có 3 hình thức mua bán sâm ngọc linh. Đó là mua bán trực tiếp tại vườn, mua bán tại phiên chợ sâm và mua bán thông qua các trang mạng xã hội. Phương thức mua bán sâm ngọc linh trực tiếp tại vườn và mua bán tại phiên chợ sâm thường chỉ dành cho những người có điều kiện kinh tế cũng như thời gian. Trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok cũng tràn ngập người bán mặt hàng sâm ngọc linh. Thậm chí họ còn cam kết hàng đã được mang đi xét nghiệm bằng cách trưng ra những tờ giấy có kết quả xét nghiệm của cơ quan chức năng. Hiện nay, người mua sâm tại vườn thường phải vượt qua quãng đường rất dài, tốn kém nhiều chi phí và thời gian. Đổi lại, nếu lên tận vườn, người mua sẽ tiếp cận được với nguồn sâm ngọc linh xịn. Trong khi đó, giá sâm ngọc linh được nhiều người giao bán trên mạng xã hội lại có giá rẻ một cách bất ngờ. Trên trang Facebook cá nhân có tên MT, người này liên tục đăng bán những sản phẩm sâm ngọc linh với đủ câu từ văn hóa giới thiệu về sản phẩm. Lướt qua Facebook của người này, không thiếu những bài viết quảng cáo như vậy. Toàn là các cụ sâm, ông tổ sâm ngọc linh có tuổi đời lên tới 70 năm, đồng thời còn kèm theo ảnh kiểm định chất lượng. Điều làm cho chúng tôi cảm thấy giật mình vì sâm ngọc linh nhưng giá bán thì lại rẻ như bèo, chỉ từ 1 đến 5 triệu trên 1 kg. Nếu lấy nhiều còn được giảm giá. Những gì chúng tôi thu thập từ vựa sâm ngọc linh lớn nhất cả nước như xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, Quảng Nam, vùng sâm ngọc linh thuộc huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum, vùng trồng sâm Lai Châu ở huyện Mường Tè, Lai Châu thì giá cả cao gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với giá sâm mà những người này đang bán. Tại thủ phủ sâm ngọc linh, giá sâm loại 1, loại 10 củ trên 1 kg trên 8 năm tuổi đang được giao bán với giá 220 triệu đồng trên 1 kg hàng của người dân trồng và 360 triệu đồng theo bảng giá công ty. Đó là chưa kể hàng sâm có tuổi đời càng già thì giá càng cao. Còn tại Lai Châu, giá sâm đang được giao bán loại 1 vào khoảng 120 triệu đồng trên 1 kg. Nhưng Hiệp hội Sâm Lai Châu lại khẳng định đa phần người trồng sâm ở Lai Châu mới đang nhân giống và gây dựng vườn trồng chứ chưa có sâm để bán. Vườn của tôi đây thì bằng toàn bộ thành viên Hiệp hội cộng lại mới bằng diện tích tôi đang trồng này. Mà tôi đến bây giờ tôi còn chưa có bán bất cứ một cây một củ nào. Thì rõ ràng những người bán mà nói sâm Lai Châu, tôi khẳng định 100% là sâm nhập lậu, sâm giả, chứ không thể có nó bán. Làm gì có ai có bán. Bản thân Hiệp hội chúng tôi cũng đã lấy một số mẫu đấy đi test, có những cái hàm lượng độc tính, chất độc test ở Cục Bảo vệ Thực vật gấp 170 lần cho phép của thế giới. Thậm chí có những cái mẫu sâm lậu như thế, cái vùng Ba Vị Sủ này trồng rất nhiều. Đấy nên cái dòng sâm lậu là một, tôi nghĩ một vấn đề nhức nhối nhưng mà không ngăn cản được. Thì kể cả sâm ngọc linh cũng tan chứ không riêng sâm Lai Châu.